Bây giờ cầm đưa vô lại nè. Em luồn nha, em bóp dưới này em vô này. Nó luồn con này. Nhìn bây giờ quay lại nhé. Rồi. Nó, há ra nằm ổ chưa hoa đó rồi. À. Đúng rồi, phải nhìn. À. Chưa vô. Ừ. Há ra, à buồn ngủ quá rồi hay. À chưa rồi, có trình độ đấy. Đúng rồi. Ngoan 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 à, rồi đây đây của em, đây của em này. ngoan con ơi. À, không được sữa, không được sữa, mệt rồi. Không. Bên này phải sữa thật nhiều kìa, không nhỉ? À, rồi 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 trường của em, ngoan, em ngoan, anh ngoan. Mua mà trời trường quá rồi Ngoan nhá. ngoan ngoan bú tiếp, bú tiếp nè. Ngân ngồi sao Ngân vậy? Ngon ngủ. Bú tiếp Ngủ rồi không? nè. Hai bú rồi nè. Giỏi Bú quá, tiếp nhưng con nó ơi. ngủ gắt ngủ quá. Bú tiếp ơi, ngoan nè. Ngoan nè. Ngoan nha. Thí dụ như á, khi mà nó bú á, xong rồi cái nó le le ra ở dưới á, thì phải bóp lại nhét nó vô lại hả chị? Chứ Này đâu cần phải giật ra đâu hả? đúng rồi, em luồn cái dưới này vô này, thấy không? Thấy chị đang luồn không? Thấy chị bóp À. này đang luồn không? Ha. Bóp bên dưới thôi, bởi vì con em đang nút rất mạnh thì em cứ luồn nhá ha. Luồn rất Luồn tốt luồn như đó. vậy chứ không cần phải giật cái vú ra Đúng cho rồi. nó lại từ đầu. Đúng rồi. Em tự làm được hả? Được, được. Đừng có luồn bên trên cái ngón cái, không được luồn, em luồn ngón trỏ đó, thấy không? Ừ, đúng rồi. Nhưng mà em vì thế này, nhìn chị luồn này. Chị giữ đây á, giữ thế thôi, luồn này. Còn em còn đừng hở đây này ra quá ha. Luồn này, chị luồn thế, chị luồn không? Luồn lên hơn tới đa không? Em nhìn thấy bé đang lên tới đa không? Ừ, rồi. Thôi cho bé nghỉ ngủ đi. Thôi. Tạm biệt các bạn. Tạm biệt các bạn.